Đời người bao nhiêu việc nhiễu loạn nhân tâm, chỉ buông bỏ mới có thể thông suốt. Thưa tất cả các anh chị em và các bạn, đời người quá ngắn ngủi, rất nhiều việc là không thể chờ đợi. Nên biết rằng quá khứ đã qua đi, dù huy hoàng hay bi đát thì cũng không thể quay trở lại nữa. Thời gian mà chúng ta đã lãng phí thật sự cũng không còn được nhiều những năm tháng còn lại. Vì thế đừng so đo, đừng chần chừ, thôi đi hoài miệng, tạm biệt chuyện cũ đã qua. Tin rằng tất cả đều là an bài tốt nhất, không được buông bỏ. Tương lai càng thêm nhẹ nhõm, cuộc sống càng thêm sắc màu. Vậy buông bỏ là gì? Buông bỏ chính là đối với chuyện quá khứ hãy thôi hoài niệm. Đối với người đã cất bước ra đi, thôi đừng níu kéo. Đối với việc không làm được, thôi đừng tự trách. Đối với thứ không đạt được, thôi đừng lưu luyến. Buông bỏ là tự có trách nhiệm với chính mình, là biết tôn trọng người, là nhìn thấu mọi việc. Buông bỏ không phải là yếu đuối mà là thông suốt, không phải là hồ đồ mà là đã hiểu ra. Vì thế chúng ta tại sao phải sống trong mệt mỏi như vậy? Bởi vì trong nội tâm chất chứa quá nhiều những thứ vụn vặt không đáng. Có một số việc làm cho chúng ta hối hận rồi bất lực. Có vài người chúng ta không chịu buông tay để rồi được ai nấy đi. Có nhiều thứ chúng ta truy cầu lại không thể chạm đến. Tấm lòng rộng rãi mới thấy được cầu vồng sau mưa, vườn áo nhẹ nhàng mới đi được nhẹ nhõm. Trong chuyện tình cảm, thế nào cũng có hợp và tan. Trong đường đời, nhất định rồi cũng có đến thì sẽ có đi. Mưa gió không phải là chắc chở mà là tôi luyện. Đau thương không phải là thống khổ mà là vui vẻ. Buông bỏ là tạm biệt những điều không hay, chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến. Buông bỏ là tha thứ, tha thứ cho sai lầm của người khác, bao dung cho khuyết điểm của người khác. Buông bỏ là nhẹ nhõm, không nghĩ ngợi lung tung, không canh cánh trong lòng. Ô hoài chỉ làm cho bạn thêm rối loạn, phẫn nộ, bất an. Ô hoài là mất đi sự vui vẻ, chỉ làm cho cuộc sống thêm buồn đau. Cho nên buông bỏ là một lựa chọn, lựa chọn vui vẻ và hạnh phúc. Buông bỏ là một loại quên, quên đi phiền não và ưu thương. Buông bỏ là một loại dũng khí, tạm biệt quá khứ đau thương, không dây dưa, không oán giận, cố gắng sống thật tốt những ngày còn lại. Buông bỏ chính là nghe theo sự an bài của ông trời. Cái gì thuộc về mình thì mình gìn giữ và trân quý, cái gì không phải của mình thì không tranh giành. Cái gì đến sẽ đến, không né tránh. Nên đi thì cứ để đi, không níu kéo, thuận theo tự nhiên, chấp nhận tất cả an bài. Nhiều khi chúng ta nhận ra có một số việc, có một số người mà chúng ta tiến thêm một bước thì không được, lùi lại một bước thì không nợ. Chỉ muốn nói với bạn là nhất định phải học được cách buông bỏ. Buông bỏ chính là bỏ đi người không đáng, buông đi những việc vô nghĩa. Buông bỏ chính là quên đi những việc không vui, quên đi những người không tốt. Buông bỏ là xem nhẹ tài vận, xem nhẹ tình cảm đã mất. Nhân sinh không có gì là không thể buông xuống được, buông xuống mới lại có được thêm lần nữa. Nếu đường đi không thuận lợi, vậy hãy đổi một hướng đi khác. Lúc suy nghĩ có rắc rối, vậy hãy đổi một giác độ khác. Nếu kết giao nhầm người, vậy hãy đổi một người khác. Không nên vì một sự việc mà mãi mãi dây dứt. Hãy cởi nút thắt giải thoát tâm mình. Không nên vì một chút tình cảm mà dây dứt mãi không thôi. Hãy cởi trói cho chính mình. Thời gian cho nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Buông đi gió giá mới nhận được chân tình, quên đi đau thương mới giữ lại được những điều mỹ hảo. Đời người bao nhiêu việc, việc gì cũng có thể nhiễu loạn nhân tâm. Chỉ buông bỏ mới có thể xem nhẹ, chỉ có xem nhẹ mới có thể thông suốt, chỉ có thông suốt mới có thể biết đủ, chỉ có biết đủ mới có thể hạnh phúc. Học được cách buông bỏ cũng giảm được sự bất mãn. Nếu bạn có thể buông bỏ, vậy cũng sẽ không phải nản nữa. Buông bỏ liệu có tốt không? Thưa tất cả các anh chị em, một người biết buông bỏ, trong tâm sẽ không còn áp lực, cảm xúc sẽ không bị tiêu cực, miệng luôn hé môi cười, vượt qua đau thương tỏa sáng suốt chặng đường còn lại. Làm gì cũng cảm thấy có hứng thú, làm cái gì cũng có sức sống, nói cái gì cũng vui vẻ. Tâm buông bỏ sẽ tĩnh lặng, người buông bỏ sẽ bình yên, không vì việc vặt mà phiền não bất hòa, không so đo với tiện nhân, dùng thời gian đó đi làm những việc có ý nghĩa, yêu thương những người xứng đáng. Sống trên đời hãy cứ đơn giản, tỉa bớt cành lá xung quanh, giữ tâm thoải mái, luôn hướng về phía trước. Học được buông bỏ rồi, với chuyện đã qua nhẹ nhàng như câu nói vĩnh biệt. Học được buông bỏ rồi, đối với người cũ chân thành nói lời chúc phúc. Học được buông bỏ rồi, sẽ thấy tất cả đều là an bài tốt nhất. Phong cảnh đẹp nhất không phải là trước mắt mà là trong lòng. Tình cảm ấm áp nhất không phải bề ngoài mà là ẩn sâu trong tâm hồn. Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chúc tất cả các anh chị em và các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình.